Không chỉ có mặt tiền tầng 1 được treo cờ Tổ quốc, ban công tầng trên của nhà ông An mấy hôm nay trông đẹp như một vườn hoa nhỏ. Ông cho biết gia đình ông cũng như nhiều gia đình có nhà mặt phố ở đây mua hoa về trồng là để hưởng ứng một phong trào đầy ý nghĩa do quận Hoàn Kiếm phát động. Phong trào người dân tích cực tham gia làm đẹp đường phố chào mừng đại hội lần thứ 13 của đảng. Những lẵng hoa này, những chậu hoa này là thể hiện tình cảm chúng tôi đối với đảng. Chúng tôi mong đại hội đảng thành công tốt đẹp để đưa đất nước ta lên một tầm cao mới. Ở quận Hoàn Kiếm cũng không khó để nhận ra hàng chục công trình mang dấu ấn của thanh niên. Đó là những bốt điện nở hoa hay những bức tranh tường cổ động cỡ lớn chào mừng đại hội đảng. Với mỗi đoàn viên thanh niên được tham gia những hoạt động như thế này chính là dịp để mỗi người thể hiện vai trò và nhiệt huyết của tuổi trẻ. Với cái sự bền vững, tính bền vững của các công trình thì chúng tôi còn mong muốn lan tỏa cái nếp sống văn minh đô thị, chung tay giữ gìn trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn quận. Tuyến phố này lại là nơi có công trình mang tên đoạn đường nở hoa xanh quá gốc cây của hội phụ nữ. Nhờ có công sức của chị em phụ nữ mà đường phố luôn sạch sẽ, xung quanh hàng chục gốc cây hai bên đường đã biến thành những vườn hoa nhỏ. Đại diện Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm cho biết, việc quận chủ động lên kế hoạch từ sớm đóng vai trò quan trọng trong công tác vận động người dân tích cực tham gia chỉnh trang đô thị. Các cái khu vực trọng điểm, các tuyến phố chính thì chúng tôi cũng đã đều có các cái phương án thiết kế cho từng khu vực. Và sau khi được hướng dẫn của thành ủy và ủy ban thành phố thì chúng tôi đã kịp thời bắt tay và triển khai ngay. Đồng thời thì cũng giao trách nhiệm cho Chủ tịch Ủy ban dân 18 phường trong công tác vận động người dân. Rời khu vực phố cổ để đến với Hồ Gươm, không gian ở đây những ngày này cũng như đẹp hơn bởi những gam màu rực rỡ của cờ hoa và khẩu hiệu. Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm cho biết, với niềm tự hào là cư dân của một quận trung tâm thủ đô, nơi kết tinh và hội tụ những tinh hoa lịch sử văn hóa của Thăng Long Hà Nội, mỗi người dân trong quận đều hiểu rằng làm đẹp đường phố chính là hành động thiết thực thể hiện tình cảm, trách nhiệm, niềm tin và hy vọng đối với đại hội lần thứ 13 của Đảng.